Điều bất ngờ cuối năm do Vinh bắt mang đến cho mọi người là một đĩa đơn có hai bài hát, không bao giờ bị bó buộc bởi những phong cách lỗi thời. Ngay khi các bài hát được ra mắt, mọi người đều bị sốc với kiểu tóc của Vinh. Chỉ cần nhìn vào các tìm kiếm nóng thì bạn sẽ biết rằng những người hâm mộ đã bị sốc trước vẻ ngoài này. Vinh luôn có những đột phá và thử thách mới. Dù thoạt nhìn bạn tốt hay không thì sau này bạn sẽ dần nhận ra đánh giá cao phong cách tiên phong và thời trang của Vinh. Anh ấy chấp nhận mọi thứ và sẽ duy trì tình yêu của mình đối với những thứ mà anh ấy thích. Anh ấy cũng sẽ tu luyện sâu sắc, tích hợp nhiều vòng tròn và tích hợp các ý tưởng và thái độ và phong cách, tạo nên nét riêng của mình thông qua sự đột phá. Chỉ sau khi bạn thử, bạn mới tận hưởng được niềm vui, và chỉ sau khi vượt qua nó, bạn mới có thể để lại những dấu vết tuyệt vời và đầy màu sắc của riêng mình. Đây là bài hát mới Người Ngoài Cuộc của Vinh Bác. Người ngoài cuộc hiểu ba từ này, mỗi người sẽ có cách giải thích của riêng mình về tựa bài hát này. Ngay khi ca khúc mới được ra mắt, dù là poster, phối màu, lời bài hát, MV hay phong cách đều như vậy, nó đã trở thành một chủ đề bàn tán của dư luận. Tiêu điểm đã cho thấy Vinh Bác được yêu thích đến mức nào. Trong cảm giác tương phản của Vinh Bác luôn có một cảm giác hấp dẫn. Ngoài ra lần này có rất nhiều chủ đề về Vinh Bác thảo luận rất cao. Rất nhiều người ấn tượng về sự dẻo dai và đột phá này. Là một mỹ nam nên anh ấy có thể dễ dàng điều khiển bất kỳ phong cách nào. Bài hát tuy không phải do Vinh Bác sáng tác nhưng đó đều là những điều anh ấy muốn bày tỏ. Đây chỉ là mô hình thu nhỏ trong hành trình tinh thần của anh ấy. Hãy sử dụng các bài hát và tác phẩm để thể hiện nó và bạn có thể bày tỏ suy nghĩ của riêng mình nhưng hãy tôn trọng lẫn nhau. Để chuẩn bị cho màn trình diễn đêm giao thừa, Vinh Bác đã đến Hải Khẩu từ rất sớm để tham gia buổi diễn tập. Và lần này anh ấy chuẩn bị hai ca khúc mới. Sau khi ra mắt đã dễ dàng đứng đầu bảng xếp hạng trên các nền tảng âm nhạc lớn. Đối với người hâm mộ Vinh Bác, đây là một năm tận hưởng vui vẻ với các tác phẩm và hai bài hát mới của anh ấy. Và cũng là thêm một năm hành trình họ đã đi cùng nhau rất hạnh phúc.